Ở những tình tiết thế hệ nhất của bộ phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái, khi mối quan hệ của Bảo Hồng Đăng và Khuê Hồng Diễm đang có những tiến triển tích cực thì Con Dân lại được dịp lúng túng khi Ngân hậu phi cũ của Bảo từ nước ngoài trở về và muốn nối lại tình xưa. Hóa ra Ngân Lương Giang là mối tình đầu của Bảo, người phụ nữ mà Bảo từng dành tình cảm nhiều nhất nhưng cũng khiến anh tổn yêu mến nhiều nhất. Trời ơi, nhìn cách Bảo nhìn Khuê kìa. Còn đây là ánh mắt cạn tình khi nhìn hậu phi cũ. Không cho Ngân quá giang còn thẳng thừng phủ, em tự về đi, anh phải chở Game Thủ về, Game Thủ anh không thích em. Tính phủ cũng di truyền từ Bảo sang Trọng Sang, cô em gái này xối xả nói Ngân qua máy tính bảng rồi tắt phục luôn ý nghĩ muốn nối lại tình xưa với anh trai cô của Ngân. Sở dĩ Bảo và Sang có thái độ gắt như vậy với Ngân là bởi vì cô gái này đã từng phản bội Bảo rồi đi theo một người đàn ông khác. Tuy hiện tại đã hết tình cảm với hậu phi cũ nhưng mỗi khi nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, Bảo đều cảm thấy đau lòng. Và từ lúc Ngân trở về, nhờ hồi tưởng của Bảo, người xem thế hệ hiểu được lý do vì sao anh chàng soái ca vừa tốt tính và có điều kiện như Bảo lại bị gắn mác tuần lộc. Càng bất ngờ hơn khi Bảo có tận ba cái sừng dài, cứ yêu ai là bị người đó phản bội không té phát nào. Thậm chí, có một câu chuyện dở khóc dở cười cợt đó là năm ấy, chiếc sừng thứ nhất của Bảo còn quay lại bóc phốt chiếc sừng thứ hai của anh để mong hàn gắn một cuộc tình đổ dở gì dối trá. Đây không phải người đầu tiên cắm sừng Bảo đâu nè. Bị cầm tại trận trên giường luôn này, nhưng cũng chỉ là cái sừng thứ hai thôi. Đây thế hệ là tấm sừng dài nhất đời Bảo, là mối tình đầu, là hậu phi cũ, là người phản bội khiến Bảo tổn yêu mến nhiều nhất. Ngược nổi sau khi cắm sừng Bảo, cô gái này lại mấy năm không yêu ai, thậm chí còn đến tận nơi giúp Bảo cầm quả tang kẻ bội tình. Nhìn ở một phương diện tích cực, chính vì Bảo từng bị cắm sừng nhiều như vậy thì đến khi gặp gỡ được Khuê một người phụ nữ bị bội bạc giống mình, hai người thế hệ gắn kết thật chặt nhờ sự thấu hiểu và trân trọng tình cảm của đối phương nhiều hơn. Liệu sự trở lại của người hậu phi cũ có gây trở ngại cho cặp đôi hoàn cảnh Khuê Bảo, hay chính nó sẽ giúp cặp đôi này nhận ra tình cảm của mình? Đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái phát sóng lúc 21h40 thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên 3.